Rồi chào anh em, tiếp tục một máy DC70G nữa nha. Thôi em còn rất là nhiều máy DC luôn. Giờ em sẽ quay con này cho anh em xem. Đây, cái này 1175, giá tiền kèm theo khuyến mãi nha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, cho anh em dễ nhận diện nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á, mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Từ gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Giờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì
ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha, sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây cái xe của mình cũng mới cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây, chiếc này cũng đang gã hết ra, chiếc này gã nhiều nữa đây nè, này là đại tu luôn á. Đây chiếc này giờ đang làm hộp số đã ra làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu vậy, mình cũng thoải mái ha anh em, đó anh em cứ thoải mái nha. Rồi, cảm ơn.